Bố ơi, bố thể làm cho con một miếng to và bố có thể không cắt ra được không? Con thấy ngon quá, con thích thử luôn rồi đây. Bố ơi, chờ tí. Chờ bác, em bật miếng bát em vô. Ít là anh mình cần ai à, bảo vệ. Hành khô nữa nhá. Bố lấy màu ở đâu đấy? Thực mà khá ngon. Khá ngon đó. Ta sẽ nhai xong. Bây giờ mình sẽ ngon.